nay đáng chú ý với nhận định tại Bắc Bộ và một số tỉnh Trung Bộ có mưa to sau đợt nắng nóng, trong khi Nam Bộ tiếp tục lại oi bức trời nắng nóng khó chịu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tiếp tục chi phối Bắc Bộ. Thời tiết khu vực có mưa rào và dông rải rác, trời chuyển mát. Các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc phổ biến từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Còn tại Trung Trung Bộ, phía Bắc khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Còn tình hình tại Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm không khí thấp từ 45 đến 60%, nắng nóng kéo dài từ 11 đến 16 giờ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.